Bản tin tối ngày 19 tháng 3 Syria cáo buộc Israel tiến hành nhiều cuộc tấn công vào thủ đô của nước này Tàu Mỹ được khuyến cáo tắt bộ thu phát sóng ở Biển Đỏ Tư lệnh quân đội Ukraine nói UAV là chìa khóa để giành lợi thế trước Nga Nga tuyên bố tập kích trúng địa điểm họp của các tướng lĩnh quân đội Ukraine NATO xây dựng căn cứ quân sự lớn nhất châu Âu gần Biển Đen Vụ sát hại thiếu niên ở Trung Quốc khiến con của người lao động nhập cư trở thành tâm điểm chú ý. Tin tại Việt Nam, ô nhiễm bụi tại khu vực xây dựng sân bay Long Thành vượt chuẩn 1,24 đến 2,98 lần. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin tối ngày 19 tháng 3 của Dekan. Mở đầu chương trình là phần tin quốc tế với những cập nhật về một số điểm nóng trên thế giới. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Syria báo cáo các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Israel nhằm vào một số mục tiêu quân sự ở vùng lân cận Damascus, thủ đô của Syria. Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng nay, ngày 19 tháng 3 theo giờ địa phương, gây thiệt hại về tài sản. Theo trang AVA Pro, một số bài đăng trên mạng xã hội cho rằng Israel đang nhắm mục tiêu vào quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC. Theo Reuters, IRGC đã gia tăng số lượng sĩ quan cấp cao ở Syria. Bộ Quốc phòng Syria cho biết thêm, các lực lượng của Israel bắt đầu tấn công trên không từ hướng cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng, nhắm vào một số điểm quân sự ở vùng lân cận Damascus. Lực lượng phòng không của chúng tôi đã đáp trả cuộc tấn công và bắn hạ một số hỏa tiễn, tổn thất chỉ giới hạn ở thiệt hại vật chất. Một tuyên bố tương tự vào ngày 17 tháng 3 chỉ ra rằng một cuộc tấn công của Israel đã làm một binh sĩ của Syria bị thương. Tin tiếp theo Cơ quan quản lý thương gia hàng hải Hoa Kỳ đã đưa ra khuyến nghị đối với các tàu mang cờ của nước này yêu cầu tắt bộ thu phát hệ thống nhận dạng tự động AIS khi đi qua phía nam của Biển Đỏ, eo biển Bab Ban Mandeb và Vịnh Aden. Các biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh có mối đe dọa từ lực lượng Houthi ở Yemen. Lực lượng này đã gây ra 47 cuộc tấn công riêng biệt nhằm vào tàu thương mại và một vụ cướp trong khu vực, kể từ tháng 11 năm 2023. Việc vô hiệu hóa bộ thu phát AIS nhằm mục đích giảm khả năng nhắm mục tiêu thủ địch và cải thiện an toàn vận chuyển. Động thái này được coi là phản ứng trước mối đe dọa tấn công ngày càng gia tăng, đặc biệt là trước những cảnh báo của Houthi rằng họ có ý định tấn công các tàu có liên kết với Israel lực lượng Houthi kiểm soát phần lớn bờ biển đỏ của Yemen. Nhóm này đã kêu gọi các nước khác triệu hồi thủy thủ đoàn của họ và tránh tiếp cận các mục tiêu tiềm năng trên biển. Houthi nói rằng hành động của họ là nhằm hỗ trợ người Palestine ở giải Gaza và không vi phạm quyền tự do hàng hải. Một số công ty vận tải biển đã đình chỉ các chuyến hàng qua biển đỏ do lo ngại về an ninh. Chuyển đến vấn đề Đông Âu, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Shishkin đã cho biết vào cuối ngày hôm qua 18 tháng 3 rằng việc phát triển các hệ thống UAV là chìa khóa mang lại cho nước này lợi thế trước lực lượng Nga. Ông Shishkin đã nói trên mạng Telegram, việc phát triển các hệ thống không người lái là ưu tiên hàng đầu của tôi. Chúng tôi đang tìm kiếm các giải pháp bất đối xứng để đạt được lợi thế về chất trước đối thủ vượt trội về số lượng. Việc cả hai bên tăng cường sử dụng UAV đã chuyển cuộc xung đột từ chiến trường sang tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự, năng lượng và giao thông của nhau. Trong khuôn khổ cải cách quân sự vào tháng 2, tổng thống Ukraine Zelensky đã ra lệnh thành lập một nhánh riêng của lực lượng vũ trang Ukraine chuyên phụ trách UAV. Các nhà phân tích quân sự cho rằng UAV có khả năng mang lại cho Ukraine lợi thế công nghệ so với Nga, do nước này thiếu đạn pháo và các loại vũ khí truyền thống khác nhưng ngành công nghiệp UAV của Liên bang Nga cũng đang phát triển nhanh chóng. Theo Reuters, khi UAV ngày càng nhỏ hơn, nguy hiểm hơn và có thể di chuyển xa hơn, Ukraine đã sử dụng hàng loạt để tấn công các nhà máy lọc dầu ở lãnh thổ Nga, làm mất đi khoảng 7% công suất lọc dầu của nước này trong quý I. Các cuộc tấn công của Ukraine bằng UAV trên không và trên biển nhằm vào hạm đội biển đen của Nga ở bán đảo Crimea, cũng khiến cho Bộ Quốc phòng Liên bang Nga phải cam kết vào cuối tuần qua sẽ bảo vệ hạm đội khỏi các cuộc tấn công trong tương lai. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tấn công một địa điểm họp của các chỉ huy an ninh và quốc phòng của Ukraine. Theo hãng tin at, thông tin này do Bộ Quốc phòng Nga công bố trong cuộc họp giao ban hàng ngày vào ngày 18 tháng 3. Địa điểm bị tấn công là nơi các chỉ huy quân sự Ukraine và những người đồng cấp từ Cơ quan An ninh Ukraine SBU đang tổ chức họp. Đây là một trong số các mục tiêu được Nga lựa chọn để điều chiến đấu cơ, hỏa tiễn và pháo binh tấn công trong 24 giờ. Tuy nhiên, Nga không công bố chi tiết về cuộc tấn công. Phía Ukraine cũng chưa đưa ra bình luận về thông tin. Theo truyền thông Ukraine, các đặc vụ SBU của nước này đóng vai trò quan trọng trong việc khai triển tấn công bằng UAV chống lại Nga Điển hình, SBU đã phóng UAV tấn công một nhà máy lọc dầu ở vùng Krasnodar của Nga vào sáng ngày 17 tháng 3, dẫn tới hỏa hoạn và khiến một người thiệt mạng vì đau tim. Tin tiếp theo, Rumani hiện đã bắt đầu xây dựng căn cứ quân sự lớn nhất ở châu Âu của Liên minh NATO. Khi khối quân sự này tìm cách tăng cường khả năng của mình ở khu vực Biển Đen để theo dõi hoạt động của Nga, dự án trị giá 2,7 tỷ đô la Mỹ sẽ mở rộng căn cứ không quân số 57 của không quân Rumani Mihal Koganiciagnu nằm gần thành phố cảng Constanta của Biển Đen. Cơ sở mới sẽ có chu vi gần 20 dặm, diện tích khoảng 11 dặm vuông và sẽ là nơi ở của khoảng 10.000 nhân viên NATO cùng với gia đình của họ. Rumani từ lâu đã là trung tâm quan trọng cho các hoạt động của NATO ở khu vực Biển Đen. Trang Zero News đưa tin vào cuối tuần qua rằng công việc xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản của căn cứ như đường vào và lưới điện đã bắt đầu. Cuối cùng, một số đường băng mới dự kiến sẽ được xây dựng để hỗ trợ hoạt động của nhiều loại phi cơ quân sự. Ông Nicolae Gretu, chỉ huy căn cứ không quân, cho biết sẽ có cơ sở cho phi cơ bảo trì, kho nhiên liệu, đạn dược, thiết bị, vật liệu kỹ thuật hàng không, thiết bị mô phỏng, cơ sở cung cấp thức ăn, chỗ ở NATO bắt đầu xây dựng mạng lưới gồm bốn nhóm chiến đấu đa quốc gia tăng cường hiện diện chuyển tiếp ở khu vực Baltic. Sau khi Nga sắp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014, theo đó, Bỉ, Luxembourg, Bắc Macedonia, Ba Lan, Bồ Đào Nha và Mỹ đều đóng góp lực lượng. Bucharest đang hướng tới sự hợp tác chặt chẽ hơn với các đồng minh NATO và đặc biệt là Mỹ khi Biển Đen ngày càng trở thành nơi đối đầu gay gắt giữa Ukraine và Nga, cũng như giữa Nga và các đối thủ phương Tây. Vào tháng 6 năm ngoái, Thủ tướng Machen Chiolacu đã nói với Newsweek của Mỹ rằng Romani đã tự khẳng định mình là điểm tựa ở sườn phía đông của NATO và EU. Ông Chiolacu nói thêm, trong lịch sử, Nga luôn coi Romania và sườn phía đông châu Âu như một nguồn gây bất ổn, áp bức và gây hấn. Vì vậy, chúng tôi không ngừng cố gắng chống lại tất cả các nỗ lực của Nga nhằm gây bất ổn cho Romania và các đối tác của chúng tôi. truyền đến một tin nóng tại Trung Quốc. Vụ sát hại một cậu bé 13 tuổi ở miền Bắc của Trung Quốc vào tuần trước đã gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng internet về tội phạm vị thành niên ở Trung Quốc. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, cảnh sát đã bắt giữ ba cậu bé và tạm giam sau khi chúng bị cáo buộc đã bắt nạt và giết chết một học sinh trung học cơ sở ở thành phố Hàm Đan vào ngày 10 tháng 3, rồi chôn nạn nhân xuống một cái hố nông. Kênh CCTV News đưa tin Cảnh sát địa phương đang điều tra vụ án theo hướng một vụ giết người và đã thành lập một đội gồm hơn 60 người để điều tra. Cảnh sát quận Phi Tường của Hàm Đan từ chối bình luận và các quan chức quận đã chuyển cho Reuters những báo cáo của CCTV về vụ việc. Truyền thông nhà nước cho biết, cả bốn cậu bé này đều là con của những người lao động nhập cư ở nông thôn. Họ dành phần lớn thời gian trong năm để làm việc tại các thành phố lớn, giao con cái lại cho ông bà và những người thân khác. Dữ liệu điều tra dân số năm 2020 của Trung Quốc cho thấy có gần 67 triệu trẻ em được gọi là bị bỏ lại phía sau. Và các nghiên cứu học thuật cũng cho thấy những đứa trẻ này có nguy cơ cao hơn về các vấn đề sức khỏe tâm thần, trở thành nạn nhân của nạn bắt nạt và hành vi tội phạm. Vụ việc đã gây chấn động cả nước Trung Quốc. Năm 2021, Trung Quốc hạ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự từ 14 xuống 12 đối với một số tội danh. Tờ Global Times dẫn lời các chuyên gia cho biết đây có thể là vụ đầu tiên được đưa ra tòa theo luật mới. Tiếp theo chương trình là phần tin tại Việt Nam. Ngày 19 tháng 3, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai cho hay vừa có văn bản gửi thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả giám sát về thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm, các yêu cầu về bảo vệ môi trường của chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1. Qua giám sát ghi nhận, chủ đầu tư là Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam đã triển khai các giải pháp giảm thiểu bụi như tăng số lượng xe và tần suất phun nước, hoàn thành các tuyến đường công vụ, hoàn thành công đoạn lưu làn, xây dựng hồ điều hòa, hố lắng. Ngoài ra, thời tiết trong giai đoạn giám sát này vào mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2023 không còn tình trạng gió lốc nên đã giảm thiểu bụi phát sinh. Báo cáo của Sở cho rằng, thời gian qua, Sở thực hiện quan trắc môi trường không khí định kỳ tại khu vực với tần suất là 2 tháng trên một lần. Đến mùa khô, bụi đỏ lại vượt chuẩn. Kết quả quan trắc từ khi bắt đầu mùa khô tháng 11 năm 2023 đến nay cho thấy ô nhiễm bụi khu vực này vượt quy chuẩn quy định từ 1,24 đến 2,98 lần. Điều này ảnh hưởng tới các khu vực dân cư xung quanh, xe cộ đi lại trên các tuyến đường giao thông, nhất là tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã cảnh báo đến Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam. Tuy nhiên đến nay, chất lượng không khí vẫn không cải thiện, hoạt động thi công xây dựng dự án làm phát tán bụi ra môi trường xung quanh, dẫn đến phản ánh của người dân trong khu vực. Ngày 15 tháng 3, sở đã làm việc với Tổng công ty Cảng hàng không liên quan đến vấn đề ô nhiễm bụi đỏ. Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không, đơn vị đã triển khai các giải pháp. Tuy nhiên qua giám sát cho thấy công ty cảng hàng không vẫn chưa nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội dung của Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu. Do đó, Sở báo cáo thanh tra bộ kết quả giám sát, đồng thời đề nghị thanh tra bộ kiểm tra việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả của chủ đầu tư. Thưa quý vị, bản tin tối của DKN xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin thân ái, chào tạm biệt.